chào quý vị và cảm ơn quý vị đã chọn kênh truyền hình BRT để cập nhật tình hình an ninh trật tự tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh thành cả nước. Chúc quý vị có những ngày nghỉ an toàn, nhiều niềm vui và đừng quên tuân thủ các quy định phòng chống dịch để niềm vui bên gia đình thật trọn vẹn. Bản tin trước ống kính chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 12 có những ghi nhận gì? Chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Vụ việc cấp văn bằng chứng chỉ giả tại trường Đại học Đông Đô sẽ được ghi nhận đầu tiên. 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo trường Đại học Đông Đô liên quan đến vụ án đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án sau 2 ngày xét xử và cựu hiệu trưởng nhà trường lĩnh án 12 năm tù. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Dương Văn Hòa, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô 12 năm tù về tội giả mạo trong công tác. Hai bị cáo nguyên phó hiệu trưởng là Trần Kim Oanh bị phạt 10 năm tù, Lê Ngọc Hà bị phạt 9 năm tù. 7 bị cáo còn lại bị phạt từ 12 tháng tù treo đến 6 năm tù về cùng tội giả mạo trong công tác. Hội đồng xét xử nhận định, chủ mưu trong vụ án là bị can Trần Khắc Hùng, chủ tịch hội đồng quản trị trường Đại học Đông Đô vẫn đang bỏ trốn. Hành vi của 10 bị cáo trong vụ án này là đặc biệt nghiêm trọng, gây mất uy tín ngành giáo dục đào tạo. Tuy nhiên, cả 10 bị cáo chưa phải là chủ mưu, chỉ là đồng phạm. Các bị cáo đều hợp tác điều tra, giao nộp lại phần tài sản hưởng lợi bất chính. Với 210 người được cấp văn bằng, chứng chỉ giả, cơ quan điều tra xác định 76 người đã sử dụng làm nghiên cứu sinh, học thạc sĩ, kê hồ sơ công chức, viên chức, thi tuyển công chức, nâng ngạch và thăng hạng viên chức. Những người này tự nguyện giao nộp lại văn bằng giả để nhà chức trách xử lý, tiêu hủy theo quy định pháp luật. Thưa quý vị, sau nhiều giờ tìm kiếm trên vùng biển Trường Sa, đến trưa 24 tháng 12, tàu kiểm ngư của chi đội kiểm ngư số 4 đã cứu hộ, lai dắt thành công một tàu cá Quảng Ngãi gặp nạn trên vùng biển Trường Sa về đảo Sơn Ca, huyện đảo Trường Sa Khánh Hòa, khắc phục sự cố. Tàu cá này trong khi đang đánh bắt thì bị gãy trục láp, không thể khắc phục nên phải thả trôi tàu. Tàu cá gặp nạn trên vùng biển Trường Sa do anh Bùi Văn Nhành, quê xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng. Trên tàu có 12 ngư dân. Khi tàu kiểm ngư tiếp cận, tàu cá này đang phải thả trôi và cách đảo Đá Thị khoảng 20 hải lý về phía bắc. Đảo Đá Thị là một đảo chìm thuộc quần đảo Trường Sa. Tàu cứu hộ kiểm ngư đã nỗ lực lay kéo tàu cá bị nạn về đảo Sơn Ca để khắc phục sự cố. Trước đó, đêm 23 tháng 12, khi đang khai thác hải sản tại khu vực phía tây bắc đảo Sơn Ca, tàu cá QNG90847TS bất ngờ bị gãy trục láp, không thể khắc phục nên phải thả trôi tàu. Thuyền trưởng Bùi Văn Nhành đã phát tín hiệu đề nghị hỗ trợ. Tàu kiểm ngư KN416 đang làm nhiệm vụ trong khu vực, lập tức được lệnh đi cứu nạn và đã cứu thành công. Một ngọn đồi đất ở xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang bất ngờ sạt lở đã vùi lấp 4 trẻ nhỏ. Một cháu được cứu sống nhưng 3 cháu không thể qua khỏi. Chính quyền và các đoàn thể tỉnh Tuyên Quang cùng huyện Sơn Dương đã đến thăm hỏi động viên gia đình các cháu nhỏ bị thiệt mạng trong vụ lở đồi. Khoảng 16 giờ chiều ngày 23 tháng 12 tại thôn Đồng Bèn 2, xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, 4 cháu nhỏ rủ nhau lên ngọn đồi ngay phía sau nhà chơi thì bất ngờ đất trên đồi bị sạt lở vùi lấp cả 4 cháu. Khi mọi người phát hiện sự việc, chỉ cứu sống được một cháu, còn 3 cháu tử vong là hai bé trai sinh năm 2011-2012 và một bé gái sinh năm 2015. Các cháu đều là học sinh trường tiểu học Thượng Ấm. Chia sẻ với những mất mát của các gia đình có trẻ nhỏ bị nạn, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cùng các sở ngành, cơ quan, đoàn thể động viên các gia đình vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống. Bước đầu, Quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 5 triệu đồng. Thưa quý vị, cuối năm là thời điểm mà tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại có diễn biến phức tạp. Cùng với việc tăng cường phòng dịch COVID-19, công tác kiểm soát phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại luôn được lực lượng chức năng tại các địa phương đẩy mạnh triển khai. Ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh là ghi nhận cuối cùng của bản tin. Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh vào cuối năm sắp xỉ 200 lượt phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu mỗi ngày. Đây cũng là thời điểm mà tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại diễn biến phức tạp. Do đó, để chủ động ngăn chặn, nhiều giải pháp đồng bộ đã được các lực lượng chức năng chủ động triển khai. Đã tổ chức tuần tra kiểm tra kiểm soát kiểm soát hai bên cánh ga cửa khẩu và đảm bảo tuyệt đối an toàn tại khu vực cửa khẩu. Thứ hai nữa là đã tiến hành đồng bộ các biện pháp công tác, tiến hành là kiểm tra kiểm soát giám sát an ninh tại cửa khẩu, đảm bảo an ninh tuyệt đối tại cửa khẩu để hoạt động lưu thông, các hoạt động lưu thông tại phương tiện cửa khẩu. Thứ hai nữa là tổ chức phân luồng, chặt chẽ, tránh ùn tắc tại cửa khẩu.
Song song với các hoạt động kiểm soát của lực lượng bộ đội biên phòng, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã bố trí thêm một tổ tuần tra cơ động bằng xe máy trên các đường mòn, lối mở, đường dân sinh hai bên cánh gà cửa khẩu. Ngoài ra, bộ phận làm việc ở khu vực cửa khẩu cũng chủ động tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các hành vi gian lận. Ra soát và nắm thông tin các cái doanh nghiệp mà có những cái kim ngạch xuất khẩu tăng bất thường so với quy mô doanh nghiệp thì chi cục cũng sẽ kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp. Và tiếp theo nữa là chi cục nghi ngờ những cái siêu ở gian lận về xuất xứ hàng hóa thì chi cục sẽ làm công văn để hỏi và các cái cơ quan chức năng cấp siêu ấy để kiểm tra cái tính chân thực của siêu. Chúng tôi là thường xuyên có cái sự phối kết hợp tốt, có những cái lượt tuần tra công khai giữa lực lượng hải quan với lực lượng biên phòng. Cũng có những cái lúc là chúng tôi sẽ có những cái tuần tra bí mật lãnh đạo giữa hai lực lượng thì thường xuyên là trao đổi cung cấp thông tin cho nhau để xây dựng các cái kế hoạch cụ thể đối với chuyên môn của từng đơn vị. Ngoài tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh tội phạm gian lận thương mại, thời gian qua các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền công khai các vụ việc vi phạm, tạo sức răn đe, đồng thời vận động người dân ở khu vực biên giới không tiếp tay cho bọn buôn lậu và tích cực tham gia đấu tranh chống gian lận thương mại trên địa bàn. Đến đây, bản tin trước ống kính do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 thực hiện tạm khép lại. Mời quý vị xem lại bản tin trên website brt.vn, kênh YouTube BRT News. Chúng tôi cũng rất mong quý vị cộng tác thông tin qua hộp thư điện tử trước ống kính brt@gmail.com. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 18 giờ.